chào mọi người nha. Hôm nay thì mình ra ngoài cửa hàng bà Nguyễn Dị xem bạn Dị làm bó hoa cầm tay cho cô dâu nè mọi người. Đó thì như cái cục xếp cầm tay thì có sẵn rồi ha. Thì bây giờ mình chỉ cắm hoa đan xen với bông hồng với cái kia lên. Ở đây thì làm bó hoa cầm tay cô dâu thì mình có thể tự do lựa chọn màu rất là nhiều nha mọi người. Mình có thể sử dụng bông nào, cái này là bông gì ta? Cái này bông gì là gì vậy? Lá đuôi chồm. Lá đuôi chồm, còn cái là bông hồng thì mình sẽ cái này bó hoa cầm tay cô dâu mình sẽ đan xen hai màu đỏ ha. Cái cọng, cái đầu cầm cũng là màu đỏ luôn. Cái cục ở trên cái này là bạn gì để cầm hơi cầm cắm hơi lẹ nên mình nhìn không có kẹp. Bạn đan xen giữa hai tầng phần hoa phần lá. Trộn. Ủa cái kia làm nơ hả? Làm nè. Trợ lý lên đây làm luôn trợ lý. Ngồi đây nè, ngồi đây nè, ngồi đây làm luôn. Cho coi làm. Má nó quay rồi cái lạo không được, cái nhục nè nó nghề. Trợ lý. Trợ lý. Làm gì làm cái nơ đúng không? Sao làm sao? Đó, nó, gì là cái nơ này nè. Gì còn kêu cháu làm nơi cho bố hai cầm tay cô dâu á. Đúng rồi. Rồi sao quên rồi. Vậy nè. Rồi ok. Cột lên hả? Đúng rồi. Cái gì cột lên hả? Ừ. Cột bằng cái gì? Cái gì ướt ướt vậy? Rồi quên cách rồi. Quay quá gung quá. Sẽ cắt thêm gì đó cột hả? Cột lại làm cái nơ. Ý tâm chưa có được chuẩn đó. Ý rung tay đó, ăn dưới áp lực camera ý bị rung đó mọi người. Rồi bó hoa cầm tay cô dâu mình thấy đơn giản nhưng mà mình đòi hỏi cái kỹ thuật cắm á, mình cắm cho nó tròn đều bó hoa. Nhưng mà nhiều người không biết, mình thấy lần trước có mấy người ta cắm bị xéo đó, bị méo đó mọi người. Cái là nó bị trên lệch đó. Sao? Đứng luôn hả? Nãy ngồi giờ đứng luôn. Mọi người mình có đi ngang chỗ đồ lộ cái thiêu và Khánh có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp bà Nguyễn Dị ha. Cửa hàng bà Nguyễn Dị cách đồ lộ cái thiêu chợ Hòa Khánh mình đó. Đỏ khoảng 200m đó. Với ai cũng tưởng nhà tôi ở đây, vậy thấy đó tôi đi qua đi lại ai cũng nhìn tôi. Sử dụng hoa tươi để cắm, cái này là mình sử dụng trực tiếp hoa tươi với mọi người. Ủa, tài xế lên xe à, hả? Cắm tròn do tròn lo. Vậy là bạn gì đi ở trong là cái hoa nhiều, ở ngoài thì chỉ xen kẽ bằng cái giữa là cỏ xanh ha. Ở ngoài thì vẫn sẽ đi một vòng màu xanh đó mọi người đi. Còn bi nữa. Bi nữa hả? Mà thường là gì là được rồi, cũng đẹp rồi. Ừ. Mà tại vì khách không đi. Cái này là mình làm theo nhu cầu của khách. Khách thích làm bó hoa cầm tay màu gì thì mình sẽ làm màu đó. Thích bông gì mình sẽ làm bông đó. Có bông sen. Bông sen đó nha. Sen là bông hoa sen lắm luôn. Hoa sen cầm tay. Xong rồi. Quá trời một đống hoa. Giờ trang trí tìm bi đúng không? Hoa bi trắng. Điểm nhấn của bó hoa giữa màu đỏ
màu đỏ, màu trắng và màu xanh. Trắng, đỏ, xanh mọi người. Ba màu luôn. Màu trắng, màu đỏ và màu xanh. Xanh, đỏ, màu trắng. Dạ, bó hoa cầm tay cô dâu đã hoàn thành rồi nè mọi người. Rất là đẹp mắt ha, kết hợp với bông bi. Đây có cái nơ là tại điểm nhấn nè. Combo. Tới đây là cái mà. Cái bông cài chú rể nè mọi người. Hoa cài áo dành cho chú rể nhìn rất là đẹp ha. Tuyển được một bạn trợ lý rất là đắc lực. Cho anh chụp quen cái gì?